Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, một dạng đột biến mới của COVID-19 với tên gọi XE có khả năng lây nhiễm cao hơn khoảng 10% so với biến thể phụ BA.2 của Omicron. Cho đến nay, biến thể phụ BA.2 của Omicron được coi là dòng COVID-19 dễ lây lan nhất. Nếu nghiên cứu mới này được xác nhận, XE sẽ xoán ngôi BA.2 về khả năng lây lan. Trong khi đó, biến thể phụ BA.2 của Omicron đang lan rộng khắp các khu vực khác nhau trên thế giới, hiện chiếm phần lớn số ca mắc COVID-19 mới ở Mỹ. Biến thể mới XE là sự lai tạo giữa hai đột biến của Omicron là BA.1 và BA.2. Nó chỉ chiếm một phần nhỏ các trường hợp trên toàn cầu vào lúc này. WHO trong một báo cáo được công bố đầu tuần này cho biết tái tổ hợp XE được phát hiện lần đầu tiên ở Anh vào ngày 19 tháng 1 và hiện mới phát hiện chưa đầy 600 ca nhiễm đột biến này. Cũng theo WHO, các ước tính ban đầu cho thấy tỷ lệ tăng trưởng của lây nhiễm cộng đồng của XE lớn hơn 10% so với BA.2. Tuy nhiên, WHO cho biết phát hiện này cần được xác nhận thêm. WHO cho biết XE sẽ tiếp tục được phân loại là một phần của biến thể Omicron cho đến khi phát hiện được những khác biệt đáng kể về đặc điểm, bao gồm mức độ nghiêm trọng và khả năng lây nhiễm.